Người đứng đầu chiến dịch thần tốc phát triển vaccine COVID-19 Warm Speed Mỹ cho biết, những người Mỹ đầu tiên có thể được tiêm vaccine COVID-19 vào giữa tháng 12, vào ngày 11 hoặc ngày 12 tháng 12. Hy vọng những người đầu tiên sẽ được tiêm chủng ngừa COVID-19 trên tất cả các bang, ở tất cả các khu vực trên khắp nước Mỹ. Cơ quan y tế bang sẽ cho chúng tôi biết nơi phân phối vaccine. Kênh NBC dẫn lời Moncef Slaoui, cố vấn trưởng chương trình phát triển vaccine COVID-19 cho biết, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận phê duyệt của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, vaccine COVID-19 sẽ được phân phối đến các địa điểm. Moncef Slaoui cũng cho biết thêm, vaccine sẽ được phân phối dựa trên dân số của từng bang. Mỗi bang sẽ quyết định ai được tiêm chủng trước, với khuyến nghị ưu tiên cho nhân viên y tế, nhân viên tuyến đầu và người cao tuổi, những người có nguy cơ chết do virus cao nhất. Bên cạnh đó, Moncef Slaoui cũng cho hay, mục tiêu là khoảng 70% dân số cần được tiêm chủng vaccine COVID-19. FDA sẽ họp vào ngày 10 tháng 12 để thảo luận về việc có cho phép vaccine COVID-19 do Pfizer và đối tác BioNTech của Đức phát triển để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hay không. Trong khi đó, Moderna dự kiến sẽ xin phê duyệt vào cuối tháng 12 cho vaccine COVID-19 do công ty này phát triển. Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tấn công dữ dội nước Mỹ. Mỹ đang là ổ dịch lớn nhất trên thế giới. Nước này ghi nhận 12.583.418 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 262.691 người chết.